Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm clip test để cho một bác khách ở bên Làng Bần. Làng Bần chuyên làm tương bần, qua ngã tư tương bần 4 cây. Tùng Nguyễn khít sang bên tỉnh Hưng Yên. Ngày mai Tùng Nguyễn sẽ cho xe ôm đi qua bến Phà Bình Minh và sang chợ từ Hồ Đông Cảo rồi đi sang thành phố Hưng Yên, đó là chỗ Làng Bần. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio test một đôi loa full 40, loại chất lượng cao, và loại này thì là đánh chuyên đánh sân vườn, nhạc sàn, đám cưới, DJ. Nói chung là ai cần đến loa công suất lớn thì đánh cặp này. Cặp này chuyên về giải bác và đánh cực kỳ là uy lực và bền. Đối với dòng này thì em lắp hôm nay, lắp với cấu hình ngày hôm nay là một loại bác và tép chất lượng cực cao, dựng lên cấu hình thùng 715 JBL. Đây là hàng mới và hàng bên Tùng Nguyễn Audio lắp ráp và lắp theo cấu hình hàng đặt. Bát của nó là từ 220-100, to như một cái thớt các bác nhá. Đít bát có đôi 4-6 cái lỗ, 8 cái lỗ để tỏa khí và tỏa nhiệt. Khi đánh công suất lớn thì khí nóng của côn sẽ thoát ra 8 cái lỗ này để cho nó, nói chung là nó khác, không khác gì những cái lỗ thở. Ở đây có cái lớp mút này, có lưới rồi nhưng lại có cái lớp mút đây để chống bụi này. Hàng nó nhìn nó gấu không các bác? LG New Return 15WF 535. Đây là một cặp loa có cấu hình là 500W trên trở kháng 8 ohm, là tem ở đây nó in thôi. Còn khi các bác đánh và đánh đẩy từ 800W các bác nhá, đánh đẩy 800W một kênh. Xương nhôm đúc trẻ đôi. Đây là một cặp bát mà có cấu hình xịn nhất của công ty LG. Đó là mã là 15WF 535. Chạm nhún màu vàng. Hàng nó gấu lắm. Hàng nó cực gấu. Tê của nó màu đen và được tiện vát, rất là dày và được tiện vát vào trong. Các bác nhìn này, nó nghiêng này, nghiêng chéo nhé, rất là dày. Dâu của nó được chạm loa ở đây, bắt dây điện từ ngoài vào trong và chạm nhún màu vàng. Từ 220 cô 100, đánh cực kỳ là bạo lực. Viên từ của nó rất dày. Úi giời. Con này là màng xếp ni lợn sóng và gân vải tẩm dầu 2 gân. Hôm nay em làm một clip test và dựng lên một cặp loa này. Và tép neo của nó là tép neo DE900S. Cái nõi của nó là bằng kim nõi và chạy viền đồng các bác nhé. Đây là một cặp tép xịn sò nhất trong tất cả các dòng tép kèn Leovi tép kèn 900S. Hôm nay chạy tép neo thì em dựng với bộ phân tần có mã là BL3. Bộ bên này, ba này chạy tép neo cực kỳ là tuyệt vời. Chạy hai chở nhôm màu tím, tụ lọc màu trắng và bảng mạch phíp màu đỏ. Bắn mút ở hai bên để giúp để tiêu âm. Vỏ thùng gỗ dán. Vỏ này các bác đi đánh sự kiện hoặc là lồi đồng cùi đá, thuộc vào loại gọi là lồi đồng cùi đá. Hôm nay em test cặp loa này và để cho tất cả các bác cùng nghe và chiêm ngưỡng cặp loa full 715 JBL, loại hàng chất lượng cao. Em đang nhử một chút nhạc mạng đây rồi. Đánh trống cực kỳ êm và tép nó cực kỳ lẩy các bác nhé. Lưới của nó đều được dán chống bụi các bác, không nhìn thấy bát ở bên trong, nhìn đôi loa nó rất là sang trọng. Và các bác
bác nghe kỹ tiếng tép em, cái tiếng chập chen của tiếng tép cực kỳ là tuyệt vời. Đôi loa này Tùng Nguyễn đang rất cao thành phẩm là 10.500.000 đôi loa này, đó là một phiên bản cao cấp. Tuy là loa rất nhưng em rất với cấu hình bát tép cực kỳ là chất lượng. Các bác nào mà làm sự kiện cũng đều biết cái cặp tép này của em. Cặp tép của nó lõi bằng kim loại này chạy tiếng rất là hay, D900S. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác xem video đừng quên tặng like và ủng hộ kênh em một lượt đăng ký. Và các bác có nhu cầu đến loa bát tép rời vỏ thùng, hãy liên hệ cho em Tùng Nguyễn Audio. Bên Tùng Nguyễn sẽ nhận đơn hàng và ship hàng qua đường bưu điện và toàn quốc. Bắc Trung Nam đều ship qua đường bưu điện hoặc là Viettel tùy tỉnh vì đang dịch. Đấy, em nói đến các cái phương thức là giao hàng. Còn các bác nhìn bát tép nó cực kỳ là chất lượng, hàng nó rất là gấu. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.